Tạo hình Âu Dương Phong cao 1,91m được khen đẹp trai. Nam diễn viên Cao Vĩ Quang được đánh giá có ngoại hình phù hợp với nhân vật Âu Dương Phong. Thậm chí, anh được gọi là Tây Độc biển trai nhất màn ảnh. Ngày 20 tháng 10, Sohu đưa tin đoàn phim Đông Tà Tây Độc do công ty truyền thông Diệu Khách sản xuất đã khởi quay. Nam diễn viên Cao Vĩ Quang thể hiện vai Tây Độc Âu Dương Phong được đánh giá cao về tạo hình. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả cho rằng Cao Vĩ Quang có ngoại hình cao lớn, nét điển trai lai Tây, phù hợp với xuất thân từ Tây vực của nhân vật Âu Dương Phong. Trong nguyên tác, Âu Dương Phong được miêu tả là một người thô kệch, đầu đội khăn như người Hồi, râu quai nón, da đen bóng, mắt to tròn. Tuy nhiên, Cao Vĩ Quang mặc trang phục màu trắng, lộ vẻ phóng khoáng, điển trai như công tử quý tộc. Song, ở anh vẫn toát ra khí chất hoang dã, nguy hiểm, nhờ đó nhận được đánh giá cao của khán giả. Cao Vĩ Quang rất phù hợp với nhân vật Âu Dương Phong, thực mong chờ bộ phim Cao Vĩ Quang là Âu Dương Phong điển trai nhất màn ảnh. Khán giả dành nhiều lời khen cho nam diễn viên sinh năm 1983. Đông Tà Tây Độc là một trong 5 dự án thuộc series phim Anh Hùng Xạ Điêu do công ty Diệu Khách sản xuất. Giữa tháng 9, công ty này đã công bố các phần phim là Thiết Huyết Đan Tâm do đạo diễn Dương Lỗi cầm trịch, Đông Tà Tây Độc, Từ Bình chỉ đạo. Nam Đế Bắc Cái, đạo diễn nổi tiếng Đặng Khoa chịu trách nhiệm, Cửu Âm Chân Kinh, đạo diễn Ôn Đức Quang và Hoa Sơn Luận Kiếm, Tảo Thuẫn. Theo Sohu, thế giới võ hiệp Kim Dung đã nhiều lần được chuyển thể trên màn ảnh, nhưng khán giả vẫn tò mò và mong chờ những phiên bản mới. Bên cạnh đó, công ty Diệu Khách cho biết họ sẽ tiếp cận câu chuyện từ góc nhìn của các nhân vật khác. Phần phim Đông Tà Tây Độc sẽ chủ yếu nói về hai nhân vật được đánh giá là có võ công thượng thừa trong loạt truyện của Kim Dung là Âu Dương Phong và Hoàng Dược Sư. Vai diễn Đông Tà Hoàng Dược Sư được giao cho nam diễn viên Chu Nhất Vi. Trong nguyên tác tiểu thuyết, Âu Dương Phong là kẻ độc ác, có võ công cao cường. Tại Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ hai, Âu Dương Phong đấu liên tiếp với Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông và Quách Tĩnh mà không ai địch lại ông. Âu Dương Phong thường dùng một cây gậy có thả hai con rắn độc ở đầu làm vũ khí. Tuyệt kỹ của ông là các mô công, lục chỉ cầm ma và có khả năng chế ra các loại thuốc độc không ai giải được. Ông bị người trong giang hồ gọi là lão độc vật. Đây là nhân vật phản diện nguy hiểm, không chỉ gây sóng gió cho Hoàng Dung, Quách Tĩnh mà còn có mối quan hệ với Dương Quá. Âu Dương Phong đã nhận Dương Quá làm con nuôi, giúp anh giải độc bằng phách ngân châm, dạy các mô công. Nhưng ông cũng hại tiểu long nữ bị Doãn Chí Bình làm nhục. Cao Vĩ Quang cao 1,91m, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Anh là nghệ sĩ thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ cùng Dương Mịnh, Định Lệ Nhiệt Ba. Anh được biết đến qua vai diễn nổi tiếng Đông Hoa Đế Quân trong hai phần phim Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa và Tam Sinh Tam Thế, Trẩm Thượng Thư. Anh còn tham gia Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Vẫn Cứ Thích Em, Phù Giao Hoàng Hậu, Ban Thuộc Truyền Kỳ, Người Phiên Dịch và các phần phim Ma Thổi Đèn. Cao Vĩ Quang được đánh giá là có diễn xuất chắc tay.